cho bà con nông dân đến với kênh Cuộc Sống Miền Quê. Đây là cái miếng lúa VNG20 của mình bữa nay được 103 ngày bà con. Thì nó vẫn còn rất là xanh ha. Đáng lý cái này là khoảng 110 ngày mình thu hoạch thì mới vừa ha. Nhưng mà do cái tình hình mình làm chung cái khuôn đài thôn của mình đó bà con, cho nên là hôm nay thì máy lên cắt cái đài thôn 8 á, thì mình tiến hành mình cắt nó luôn nè. Nó rất là còn xanh ha, chút nữa mình dỡ cái bao lúa cho bà con xem á. Thì nếu bà con mà thu hoạch á, thì có lẽ là đến khoảng 110 ngày thì mình mới có thể thu hoạch được ha bà con. Nhưng do mình làm mấy công đây mình thử nghiệm thôi, rồi mình đem về mình dựa lại, cho nên là mình không có bán rồi bà con, cho nên là mình cắt xanh lại luôn ha. Rồi sợ mưa gió mấy ngày mưa quá cho nên là mình tiến hành mình thu hoạch luôn bà con, thì mình không có để nữa ha. Thì nó cũng sập lơ gai bà con, lát nữa kết quả mình báo cho bà con được nhiều bao luôn ha. Thì thấy bao nó cũng nhiều nè, trắng hết rồi bà con. Tới nay thì 103 ngày mà bà con thấy là cái màu lá nó rất là còn rất là tươi ha, rất là đẹp. Ba ngày rất là xanh đó bà con, lúa còn rất là xanh ha. Cái này chắc chắn là mình thu hoạch như thế này thì nó sẽ hao hụt rất là nhiều của mình đó bà con. Nhưng mà do cái tình hình làm chung cái đài thôn này, mình cắt luôn ha.